khán giả của kênh Tin Tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì quý vị sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên bấm nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những tin tức mới nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị chúng ta hãy cùng đến với những tin tức nóng hổi nhất trong ngày hôm nay. Bé Lavi chưa biết Mai Phương mất, vài ngày nữa mẹ về với con nha. Hiện tại Lavi được hai cô bảo mẫu nuôi dưỡng như từ xưa đến nay. Bé rất hay hỏi đến mẹ và người thân phải tìm mọi cách dụ dỗ. Đã khoảng 3 tuần Mai Phương qua đời, nhưng những thông tin liên quan đến cô vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng khắp nơi. Ai cũng thương xót cho người phụ nữ mạnh mẽ như bạc phận. Ở thời điểm hiện tại, công chúng còn lo cho bé Lavi. Cô con gái chỉ mới 7 tuổi nhưng đã phải sống xa cha mẹ. Dù tình thương của mọi người xung quanh có nhiều đến nhường nào, cũng không thể sánh với sự chăm lo của phụ huynh. Khung ảnh hiếm hoi của ba thành viên hạnh phúc ở nhiều năm trước, xót xa khoảnh khắc Mai Phương lúc sinh thời chơi đùa với con gái. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân quản lý của cố diễn viên vừa chia sẻ đoạn clip ngắn khoảng 1 phút và khiến nhiều người rơi nước mắt. Đây là những hình ảnh lúc Mai Phương đã mắc bệnh nhưng vẫn còn có khả năng chơi đùa và trò chuyện với Lavi. Liên lạc với quản lý của Mai Phương, anh đã chia sẻ một số thông tin về tình hình của nhóc tỳ ở hiện tại. Bé vẫn được ở cùng với hai cô bảo mẫu và khá an toàn. Tuy nhiên Lavi vẫn chưa nhận thức rõ chuyện mẹ đã ra đi mãi mãi. Cô bé vẫn thường xuyên hỏi về mẹ, khi nào mẹ sẽ về, và những lúc thế này mọi người xung quanh phải mang đồ chơi ra để dụ dỗ, nhằm mục đích cho con bị thu hút và lãng quên đi những câu hỏi làm người bên cạnh rơi nước mắt. Nhóc tỳ ngồi chơi và thường nhắc đến mẹ. Hiện tại cô bé vẫn được nhiều người xung quanh che chở. Chẳng những thế, có những lúc bé Lavi tự ngồi chơi búp bê rồi đóng giả hình ảnh mẹ với con như thuở Mai Phương còn khỏe mạnh. Quản lý của cô kể lại rằng con gái hay tự ngồi nói một mình. Giờ Lavi là mẹ, bạn búp bê là Lavi nha. Lavi hỏi, mẹ ơi mẹ lên thiên đàng rồi phải không mẹ? Mẹ lên thiên đàng rồi con. Lavi, rồi khi nào mẹ về với con? Vài ngày nữa mẹ về với con nha mẹ. Lâu lâu con lại thốt lên con nhớ mẹ quá. Những câu thoại bé tự nghĩ ra, nhưng ai nghe được cũng không tránh khỏi sự xót xa. Quản lý dâng cơm chay cho Mai Phương. Tại tang lễ của nữ diễn viên, nhiều người khá thắc mắc khi thấy quản lý là người bê di ảnh của cô. Vốn dĩ những việc làm này phải do người thân trong gia đình hay ruột thịt thực hiện, anh tâm sự. Với những người khác sẽ kiên cử, nhưng vì nhà chỉ ít người, bác gái cũng muốn người mang di ảnh là đàn ông, mà lúc đó lại chẳng có ai nên tôi nhận thực hiện. Chị em làm việc bao lâu nay, tôi hiểu những gì chị phải trải qua nên tôi không ngại hay kiên cử việc mang di ảnh của người mất cả. Bên cạnh đó, công chúng lại ngỡ ngàng hơn khi thấy quản lý tiếp tục thực hiện những bữa cơm chay để dâng đến chị. Công việc cúng cơm từ xưa đến nay phải do người trong gia đình thực hiện. Chia sẻ với báo, anh cho hay, mỗi ngày tôi đều chuẩn bị mâm cơm chay chỉnh chu để dâng chị. Tôi sẽ làm công việc này đến 49 ngày chị mất. Đây là một trong những nghi thức khá truyền thống. Tôi tự nguyện làm vì muốn chị có những bữa cơm đầy đủ. Tôi cũng đi chùa cầu nguyện, phát gạo từ thiện, đi phóng sanh. Chị với mong muốn hồi hướng cho mẹ Lavi, mong chị ra đi thanh thản nhất. Mỗi ngày anh lại tự tay chuẩn bị nhiều món ăn ngon, trái cây tráng miệng, nước uống rất kỹ lưỡng. Quản lý cũng liên tục cập nhật thông tin liên quan đến Lavi, đưa bé về chung cư để lấy đồ cần thiết. Được biết ba mẹ nữ diễn viên đã sống trong căn hộ của cô trước đây. Những hành động mà mọi người thân cận với Mai Phương như Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như, anh quản lý, hai cô bảo mẫu đã phần nào minh chứng được rằng tình cảm họ dành cho cố diễn viên rất lớn. Ai cũng mong rằng cô sẽ đón nhận được nhiều bình yên ở một thế giới khác. Ốc Thanh Vân giờ nhớ Mai Phương cũng không dám nói, sợ bị xuyên tạc. Ốc Thanh Vân khó tránh khỏi cảm giác đau lòng khi Mai Phương qua đời, nhưng cô không dám nhắc tới người em thân thiết vì sợ bị xuyên tạc. Đã hơn 3 tuần Mai Phương qua đời, nhưng trên khắp các diễn đàn mọi người vẫn thường nhắc đến cô và những lời thương xót cho số phận của nữ diễn viên. Những người thân cận nhất với mẹ bé Lavi như Ốc Thanh Vân, Trương Bảo Như cùng nhiều đồng nghiệp khác cũng rất buồn bã trong thời gian qua, nhưng hạn chế nhắc đến người đã khuất trên mạng xã hội. Ốc Thanh Vân không dám đăng về cô bạn thân. Nếu ai theo dõi hành trình Mai Phương chống chọi với căn bệnh nặng thì không thể nào quên được hình ảnh của Ốc Thanh Vân tận tụy, lo từng chút một bên cạnh cô bạn thân. Bà mẹ ba con xem nữ diễn viên như người thân trong gia đình, luôn đồng hành từ những ngày ở bệnh viện cho đến lúc đối phương ra đi mãi mãi. Những ngày qua Ốc Thanh Vân không thể ngừng nhớ đến Mai Phương và nỗi đau tinh thần luôn còn đó. Dẫu vậy cô lại không dám nhắc nhiều về người em quá cố vì luôn muốn để cô ra đi thanh thản không còn vướng bận. Ốc Thanh Vân còn cắt tóc giống hệt Mai Phương như lời cô đã hứa.
Khi thấy người quản lý của Mai Phương đăng tải hình ảnh của cô khi còn khỏe, thì nữ MC tiết lộ lý do mình nhớ nhưng không thể nhắc đến mẹ La Vi trên mạng xã hội. Giờ chỉ nhớ Phương thì xem clip cũ hình cũ không dám úp, nhớ không dám nói nhớ, thương không dám nói thương, La Vi cũng thế không dám nhắc đến trên Facebook. Từ lúc nào mà cảm xúc của mình cũng bị kiểm soát và xuyên tạc, đâu em mà. Người đẹp bày tỏ tâm trạng. Ốc Thanh Vân bị chỉ trích vì lấy Mai Phương ra để câu view. Gần đây nhất, Ốc Thanh Vân tức giận và đăng tải một status rất dài, nói đến hàng loạt các trang mạng xã hội đang cố tình lấy danh dự và hình ảnh của cô ra để bôi nhọ. Họ nói rằng cắt tóc vì nhớ bạn hay để PR tiệm tóc, chia sẻ nỗi buồn bạn mất nhưng không quên lồng ghép các sản phẩm quảng cáo sản phẩm cho cửa hàng của mình, nhận nuôi con bạn vì thương bạn sót cháu hay vì tiền. Cô tức giận phản pháo, có người đang dẫn dắt câu chuyện này giật dây để đẩy chuyện này sang hướng mà họ muốn, và họ nhắm vào tôi viết không phải để gây chuyện mà để họ thấy và dừng lại. Có thể nhìn một mắt, có thể nghe một tai, nhưng nói thì một là im lặng, còn đã nói thì phải nói cho đủ, cho đúng. Có lẽ Ốc Thanh Vân hạn chế nhắc về Mai Phương vì không muốn những lời xuyên tạc tiếp tục xuất hiện, nhưng cô yên tâm rằng vẫn còn đó hàng nghìn khán giả tin tưởng, ngưỡng mộ trước tình bạn của cả hai. Hy vọng người ở lại sẽ sớm vượt qua nỗi đau tinh thần. Người đã ra đi chắc chắn luôn ở một phương trời theo dõi và ủng hộ cho Ốc Thanh Vân. Lan Phương lên tiếng bài viết gây bão liên quan đến gia đình Mai Phương. Nữ diễn viên cả một đời ân oán chia sẻ, cô cũng không ngờ bài viết của mình liên quan đến gia đình Mai Phương lại bị nhiều người tấn công như vậy. Ngày 16 tháng 4, diễn viên Lan Phương có chia sẻ dài gây chú ý trên trang cá nhân. Mặc dù không hề nhắc một từ nào đến Mai Phương, nhưng ai cũng biết nữ diễn viên cả một đời ân oán đang nói tới chuyện của ai. Cô viết, không ai sống thay cuộc sống của họ. Ai đó ghé vào rơi nước mắt một chút rồi sẽ lại đi. Ai mới là người thực sự ở lại chăm lo cho gia đình đó, ngoài bố mẹ em. Nhưng có mấy ai muốn hiểu khi số đông đang muốn chỉ mũi dao vào họ. Thành thật mà nói, Phương không ủng hộ việc clip được cố tình quay và cố tình phát tán như vậy. Trước tiên, đó là chuyện riêng của nhà người ta, là chuyện xâm phạm riêng tư của người bệnh và gia đình họ. Em có đồng ý cho người nào đó, chắc đủ thân vì đang ở trong nhà em quay lúc em tiều tụy nhất và gia đình đang rối ren nhất rồi phát tán không? Clip phát lên có mang lại điều gì tốt lành ngoài việc gieo rắc sự phẫn nộ vào bố mẹ em? Con gái em còn quá nhỏ, mất mẹ đã là điều thiệt thòi quá lớn. Giờ mọi người còn muốn găm vào đầu con là ông bà ngoại con rất tệ. Vậy một đứa trẻ sẽ lớn lên như thế nào đây? Mọi người đang muốn có chuyện để nói trong những ngày dịch buồn tẻ chăng? Mọi người có nghĩ đến con gái nhỏ của em, có mong bé nhỏ có gia đình, có mong em ra đi thanh thản với nụ cười rằng gia đình đã vô cùng yêu thương em, chỉ là cách thể hiện tình yêu không khéo không? Không ai có thể hiểu chính xác chuyện bên trong của một gia đình, nhất là khi họ đã trải qua mấy chục năm bên nhau. Trong cách hành xử luôn sẽ có những điều gây bất mãn, nhưng điều cuối cùng là tình yêu thương họ vẫn dành cho nhau. Không ai là không mắc sai lầm, hiểu ra để làm tốt hơn với tình yêu lớn hơn mới là điều quan trọng. Hãy đánh giá bằng sự cảm thương và hãy suy xét cẩn thận trước khi dồn ai đó vào đường cùng. Cuối bài đăng, Lan Phương chia sẻ điều cuối cùng cô muốn nói là các bố mẹ, nhất là bố mẹ trẻ như cô. Hãy dành nhiều tình yêu nhất có thể cho con, hãy yêu con vô điều kiện, hãy lắng nghe con, hãy thể hiện tình yêu đó, đừng trách móc dè biểu con khi con làm sai ý mình. Bài viết của Lan Phương bên cạnh cái kiến đồng cảm ủng hộ cũng nhận không ít chỉ trích của cư dân mạng. Họ cho rằng nữ diễn viên không nên khơi lại chuyện này khi mọi chuyện đã lắng xuống. Thậm chí, xúc phạm cô nặng nề vì có ý bênh vực mẹ của Mai Phương. Giữa bão dư luận, sáng 17 tháng 4, Lan Phương đã có phản hồi về lý do viết bài liên quan đến nữ diễn viên quá cố. Nữ diễn viên khẳng định cô không có ý định bênh vực. Điều thôi thúc Lan Phương viết lỡ góc nhìn của một người mẹ và mong con gái Mai Phương không phải chịu đựng những điều này. Hôm trước tôi có đọc bài phỏng vấn của bố mẹ Mai Phương và mới cảm thấy thực sự muốn chia sẻ về điều tôi nghĩ. Trước đó một thời gian tôi xem clip nhưng chưa viết, dù đã cảm thấy việc phát tán clip như vậy không mang lại điều gì tốt đẹp cho La Vi. Tôi cũng không đọc tin nhiều trên mạng nên không biết chuyện đang lên hay chìm. Tôi chỉ ở góc độ người mẹ nghĩ về em bé và đọc phỏng vấn của một người mẹ. Tôi cảm thấy như vậy nhẫn tâm với em bé quá. Bé mất mẹ rồi bị cả xã hội bảo ông bà còn rất độc ác, không thương con, không thương mẹ con. Và cuối cùng tôi cũng nói về việc xây dựng mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái trong cách giáo dục con, để cha mẹ và con cái luôn là những người bạn tốt, hiểu và yêu nhau, để sẽ không bao giờ xảy ra những bất đồng trong gia đình như vậy nữa. Có điều mọi người không muốn hiểu về điều tôi viết, họ chỉ muốn tập trung về cái câu chữ của tôi để tiếp nối cơn giận dữ của họ. Lan Phương cho biết mặc dù vậy, rất nhiều tin nhắn đồng cảm động viên được gửi đến cô khiến nữ diễn viên như được tiếp thêm sức mạnh và cảm thấy mạnh mẽ hơn trước sự tấn công dồn dập của cư dân mạng.
quan chức năng tìm người cướp đơn hàng giúp vợ Lê Dương Bảo Lâm, nam diễn viên hài và bà xã đã có động thái dứt khoát. Để tình trạng cạnh tranh này không thể tiếp diễn được nữa, những ngày qua vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm được công chúng quan tâm khá nhiều bởi thông tin bà xã anh mang thai em bé thứ hai. Bên cạnh đó, nhiều người bất ngờ khi thấy Quỳnh Quỳnh bụng bầu vượt mặt nhưng vẫn làm việc rất cực lực mỗi ngày, dù chồng cản hết lời nhưng cô vẫn tất bật buôn bán. Trong thời gian nghỉ dịch, anh cũng ở nhà làm phụ vợ. Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm nhờ công an vào cuộc. Gần đây nhất, khán giả không khỏi xót xa khi bà bầu vất vả nhưng bị người khác cố tình cướp đơn, đánh tráo hàng hóa gây ảnh hưởng đến kinh tế lẫn uy tín của vợ chồng anh. Không thể tin vào mắt mình khi rơi vào tình cảnh này, bà xã Lê Dương Bảo Lâm không nói nên lời và khóc nức nở. Cô than thở: "Đừng ác với em vậy mà, ai khó khăn em cũng giúp hết mà, sao mà ác với em, với nhân viên của em như vậy, hay em phải bỏ nghề này mấy anh chị mới vừa lòng." Đang mang thai, cô cũng khó lòng giữ cảm xúc và khóc nghẹn ngào khiến ai cũng lo lắng. Khi những kẻ cơ hội cố tình phá hoại thì vợ chồng anh đã quyết định nhờ cơ quan chức năng vào cuộc. Quỳnh Anh thông báo: "Mấy anh công an chịu giúp Quỳnh tìm ra thủ phạm rồi, bước đầu tìm ra địa chỉ Chu Văn An Bình Thạnh, sớm muộn gì cũng bị bắt thôi. Vợ chồng làm việc cực lực, bị người khác chơi nên họ nhất định phải tìm cho ra lẽ." Lê Dương Bảo Lâm tức giận khuyên vợ bỏ nghề. Khi thấy người phụ nữ của mình thất thần khóc nức nở trong lúc mang bầu như thế, thì nam diễn viên hài rất xót xa và bực tức. Anh còn dứt khoát muốn vợ dừng lại công việc này, là mọi thứ mình sẽ lo chu toàn. Bộ ảnh kỷ niệm của tổ ấm nhỏ. Cặp đôi đã có 7 năm hẹn hò, 4 năm về chung mái nhà. Kỷ niệm 4 năm ngày cưới, đáng lẽ ra phải tiệc tùng vui vẻ, nhưng nhà anh lại nhận những thông tin không vui. Lê Dương Bảo Lâm nói: "Thôi bỏ nghề đi, em làm gì cực vậy? Con nhỏ có bầu mà làm từ sáng tới khuya, nỡ lòng nào cướp hết đơn của con nhỏ, bỏ nghề ok không? Nghỉ bán anh nuôi ok không? Chồng làm diễn viên đâu phải khổ đâu mà em phải cực khổ như vậy, phải đấu tranh với chúng nó." Được biết, một vài cá nhân làm chuyện xấu đã nhanh chóng nhắn tin xin lỗi vợ chồng anh. Đồng thời, họ còn có phương thức làm việc mới để tránh để lộ thông tin khách hàng. Hy vọng rằng bà xã Lê Dương Bảo Lâm sẽ bình tĩnh hơn và dành thời gian dưỡng thai.